9 sẽ lại là một cái chương trình giá rẻ giới thiệu đến mọi người, giá rất rất rẻ nhá, và đảm bảo là rẻ nhất thị trường luôn. Giới thiệu mọi người mặt hàng là hồ điệp hoa Tết 2021 nha, hồ điệp đại phục vụ hoa Tết. Đây, cây em giới thiệu mọi người đây. Và mọi người có tin không, cây này hôm nay em bán với giá là 25.000 nha. 25.000 bao rẻ nhất thị trường, không ở đâu rẻ bằng luôn. Và cái cây của nhà em ấy là cái cây tơ, cây hoàn toàn tơ nhá. Thân lá đẹp, đó, không bị lỗi lầm gì hết, dễ khỏe. Giá thể cũng mới luôn, rêu rất là mới và sạch. Và cây này hôm nay em bán chỉ có 25.000 thôi. Để trồng ra cái cây này cũng quá 25.000 rồi. 25.000 một cây nhá, hồ điệp đại nhiều màu. Đây, em cầm một vài cây cho mọi người xem này. Đấy, màu khác nhau nên lá nó khác nhau một tí. Cây rất là đẹp nhá, 25.000. Và bác nào mua hàng ngày hôm nay thì hộ em nhá. Hộ em chia sẻ cái chương trình này một vài lần nhá. Có cái nút chia sẻ ở dưới đây thì mọi người bấm chia sẻ của em với, thì em bán mọi người với giá là 25.000. Chứ 25.000 cây này thì không bao giờ có đâu. Cây này nó quá xứng đáng 35-40.000, 45.000. Ở ngoài có khi người ta bán 50.000. Nhưng bây giờ em đang bán rất rẻ để quảng bá nhá. Đấy. Cây rất là đẹp và nhiều màu. Đây là hồ điệp hoa đại 25.000. Chơi Tết năm 2021 nhá. Mọi người mua thì gọi điện là số 0974-702-106 là chia sẻ em mới bán đấy. Cái cây này em bao giá là rẻ nhất thị trường rồi, làm gì có ai bán 25.000 cây này. Cây này bán 25.000 nghe nó thấy buồn cười rồi, nó quá là đẹp đi. Đảm bảo là nó đẹp, cực kỳ đẹp. Cây này là cây tơ cực kỳ đẹp. Đó, nó nhỡ nhỡ rồi nhá. Mình trồng từ giờ đến Tết nó sẽ trưởng thành hết cơ. Bây giờ nó cũng khá là to rồi. Đấy, có 25.000 thôi. Bán siêu rẻ để phục vụ các bác. Cây này bán để phục vụ là chính đây. Thứ 25.000 này đâu ra lãi, mọi người thử tính trồng ra cái cây này mất quá 25.000 rồi. Cái rêu chile này mua đất òm 200.000 một cân rồi mà để trồng cái hồ điệp này bây giờ đi bán 25.000 đây này nhá. Thì mọi người mua thì nói rõ cho em là mua hồ điệp hoa Tết nha, 25.000. Đó, nói rõ cho em như thế chứ đừng gọi điện hỏi em là hồ điệp bao tiền, em chịu, em không biết đâu. Tại các bác biết đấy, em quay suốt đấy. Hồ điệp nhà em có bao nhiêu loại? Có loại 30, 35, 45, thậm chí là 70, 80 nghìn. Thì cứ hỏi hồ điệp bao tiền thì biết trả lời loại nào. Mua loại nào thì nói cho em luôn nhá. Em có giấu giá đi đâu, em nói rõ như thế này cơ mà. Ai có cất giấu giá đâu mà cứ hỏi. Đây, nói rõ cho em luôn là mua hồ điệp đại 25 nghìn đây này. Hoa Tết đây này. Đấy, cây tơ đây này. Là em biết dễ không? Hỏi hồ điệp bao tiền thì biết được bán cho hồ điệp bao tiền. Thì cứ nói vu vơ chết à. Đấy, cây rất là đẹp, cây hoàn toàn tơ đẹp dễ khỏe nhá, bao hàng cây đẹp dễ khỏe, cây tơ cho hoa Tết đấy. Mọi người về mọi người có thể cái cây này thì nó rất là đẹp, thế nên là không nên là ghép lên cây, mà là mình nên trồng chậu hoặc là trồng thủy canh nhá. Đấy, có cách trồng là trồng chậu, trồng thủy canh. Chậu và vật tư giá thể thì mọi người có thể xem ở những cái video trước của em. Em có giới thiệu cái bộ combo vật tư 200.000 đấy, gồm chậu móc, vỏ thông giá thể, phân thuốc, phân tán chậm các kiểu đấy. Đó, thì mọi người có thể mua bộ đấy. Thì bộ đấy nhà em bán rất nhiều, tại vì nó rẻ, nó cực kỳ rẻ. Đó, cây nhá, đây là màu vàng này, thế nên là lá nó hơi khác tí, lá nó dày dày này. 25.000 thì giá nó quá là rẻ rồi, đừng bác nào là bom hàng em nhá. Thực sự mà muốn mua hàng ấy thì mới gọi điện cho em. Chứ đừng làm khó nhau cho cái cây này. Em mua đã 23.000 rồi, bán cho các bác 25.000, 10 cây mới lãi được 20. Rồi mọi người lại bom hàng nữa thì chết. Thì làm sao mà sống nổi để phục vụ các bác. Thế nên là bác nào thực sự muốn mua ấy, em bán rất rẻ rồi thì thực sự muốn mua thì mới gọi em mua hàng nhá, không chết đấy. Bom hàng là chết đấy, dùng bom hàng toàn những cái lý do nhảm, nó mệt lắm. Chứ đến nơi mà cây nó gãy hỏng thì vâng, thì còn lý do mình không nhận được hoặc là mình giảm giá tiền được. Chứ đến nơi mà cứ bảo là tôi bận đi công tác thì chịu gì, ai đi công tác là hàng công tác gì, hoặc là con nghịch điện thoại rồi vợ nó đặt đấy thì chịu. Tốt nhất là thực sự mình muốn mua thì mình gọi đỡ làm phiền người khác. Không mua thì cũng được mà, không mua các bác xem thôi cũng tốt mà, em có bảo gì đâu, em vẫn vui bình thường. Đừng đặt hàng xong rồi bom hàng mệt lắm nhá. Cây to như thế này, dễ đẹp khỏe này có 25.000 thôi. Mà còn bom hàng thì chịu.
không ai mà chơi được hết. Đấy, cây này nha, 25.000, to đẹp lắm, nhiều màu. Mọi người có thể mua 10 cây 10 màu. Mà em chỉ bán từ 10 cây thôi. Em bán từ 10 cây, cây được bán quá rẻ rồi, bán từ 10 cây nhá. Và chia sẻ cho em bán đấy. Đấy, giá này giá chia sẻ đấy. Như cây này nếu mà bình thường ít nhất em phải bán 35.000 đấy. Mọi người chia sẻ đi, đỡ được 100.000 nhá. Cây to đẹp tờ này mà bán có 25.000. Về nhà chúng ta chơi Tết, Tết đỡ phải đi mua cái cây hồ điệp 200-300.000 một cây hồ điệp. Cũng đẹp đấy. Nhưng mà dù gì cái cây mà mình nó trồng nó ra hoa được thì mình cũng cảm thấy nó vui hơn. Đấy, không đẹp bằng người ta nhưng cảm thấy nó cũng vui hơn. Một cây hồ điệp này có 25.000 về trồng thì đáng bao nhiêu tiền đâu mà. Đúng không ạ? Bớt đi một cái gì đấy, mua cái cây này 25.000 quá xứng đáng. Nhá. Đây em giới thiệu luôn cho mọi người phân thuốc này, phân thuốc về nhà để chăm lan này. Đấy, phân thuốc này chăm lan. Đây cái lọ phân thuốc của Mỹ. Quá quen thuộc rồi nhưng mà em có giới thiệu, nhưng mà có bác nào mới mua ấy. Thì cái lọ này có tác dụng là phát triển tổng hợp thân lá rễ, phát triển toàn diện thân lá rễ nhá. Mọi người biết là cây lan ấy thường là nó phải hấp thu dinh dưỡng từ cả thân lá và rễ. Đó, thế nên là mình dùng cái nọ này tổng hợp. Chứ thay vì mình phải trồng, phải dùng rất là nhiều loại kết hợp với nhau, phân thuốc kết hợp với nhau. Thì bây giờ nhà em có nghiên cứu ra cái loại này. Đây là loại Super Mi đấy, của Mỹ, dùng rất là tốt cho cây lan. Thì mọi người hai cái nọ này có thể dùng một dùng được cho một vài vườn lan nhỏ. 10 giọt với cả 1 lít nước nhá, tưới 1 tuần cho đến 10 ngày một lần. Đó. Thì mọi người mua cây thì gọi điện cho em theo số điện thoại là 0974702106. Còn cái nọ này thì em bán 10.000 nhá. Đây là giá đang chào hàng trên ngoài thị trường thôi. Còn sau này chắc chắn là em phải bán tầm 30-40.000 thì nó mới có lãi được. Chứ 10.000 đây là giá phục vụ các bác thôi. 10.000 một lọ này. Bán kèm vào đơn hàng cây nhá. Còn cái mọi người mua cây này thì tiền cước chúng ta tự thanh toán nhá. Tiền cước thì chúng ta tự thanh toán. Tiền cước bưu điện thì nó sẽ hết từ tầm tùy xa gần này, tùy cân nặng. Đấy, nó sẽ hết tầm từ 35.000 cho đến 60.000 gì đấy. Đấy, xa nhất thì hoặc là nặng quá thì 60.000. Còn bình thường nó sẽ chỉ 35-40.000 thôi. Nếu mà ở gần nhá. Tiền cước thì các bác tự thanh toán cho em, 25.000 đừng bác nào lại bảo bao ship nó thì em chịu đấy. Không bao ship được nhá. Cái này chúng ta tự trả tiền cước. Tự trả tiền cước bưu điện. Rồi, em xin chào mọi người nhá. Mọi người mua thì nhớ là gọi điện cho em theo cái số điện thoại ở dưới đấy, hoặc là nhắn tin cho em được nhá, nhắn tin được.